Xin chào tất cả mọi người. Trong bài này tôi sẽ trình bày tất cả các cái âm trong tiếng Pháp và nhờ đó chúng ta có thể đọc được tiếng Pháp. Thì đương nhiên là nó sẽ khá nhiều thông tin. Thì bây giờ tôi xin dặn dò như thế này, những ai mà đã học qua rồi mà bây giờ coi lại để cho có hệ thống hóa thì chúng ta có thể coi lại, chúng ta có thể tham khảo. Còn những ai lần đầu tiên học tiếng Pháp thì xin các bạn làm theo tôi như thế này. Các bạn cứ nghe tôi trình bày trong bài này và trong một hai bài sau đó. Trình bày qua, nếu cần các bạn coi lại một chút, coi lại một hai lần. Sau đó nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Chắc chắn sẽ nhớ được một số và chắc chắn sẽ quên một số khác. Không sao cả. Đến khi mà tập cho các bạn đọc trong những cái bài sau nữa đó, thì tôi sẽ đối chiếu lại, tôi sẽ chỉ kỹ lại tất cả các cái âm này để cho các bạn thấy. Chứ không phải là cứ học xong bài này là chúng ta có thể mà đọc một cách tự động. Không có đơn giản như vậy. Nhưng mà đừng có lo, tôi sẽ giúp các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta coi tuần tự nhé. Âm U, cái này là đọc là U nhé. Thì chúng ta có ba cái cách viết O, U. Chẳng hạn như là lơ su, đồng su, lơ thu, lơ cu. Thu là cái hố, hoặc là cái lỗ cũng là như vậy. Lơ cu là cái cổ. Lơ su, lơ thu, lơ cu. Viết là O, X cũng đọc là U luôn. La tu, cơn ho. Du, du là adjective, nó có nhiều nghĩa lắm. Du là hiền, là êm, là dịu. Có thể viết là OUT, tu, tu là tất cả, lơ bu là cái đầu, không phải cái đầu của mình đâu, những cái gì mà nó dài dài thì nó có cái đầu, hai một cái sợi dây thì nó có hai đầu, một cái hẻm dài thì cũng có cái đầu, một con đường, rồi tất cả một cái hành lang, những cái gì mà nó dài thì nó có cái đầu này và có đầu kia. Lơ cu là giá cả. À, chúng ta có ba cách viết để thể hiện chữ U. Bây giờ chúng ta qua cái âm O, có thể viết là A, U, Lô Tô, xe ô tô. Aujourd'hui, thì chữ này nó hơi dài, xin các bạn làm quen đi, tại vì nó khá quan trọng. Aujourd'hui là hôm nay. Aujourd'hui, có thể sau đây này chúng ta có hơi bỡ ngỡ, chúng ta chưa quen, thì chúng ta cứ nhớ cái này là O, 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 aujourd'hui. Cái này có thể lẫn lộn thì từ từ giải quyết, nhưng mà đừng có quên cái này nhé. O, O. À, có thể viết là E, A, U. Cái dạng này gặp nhiều lắm đó. Các bạn coi nhé. Lơ sô là cái sô, sô sách nước. Lô là nước. La pô là da. Lơ ca đô là món quà. Còn nhiều lắm. Còn rất nhiều, rất nhiều. Thì cái dạng này đọc là O này. Sô, lô này. La pô này. Lơ ca đô này. Để chúng ta làm quen ấy. Rồi có một cái dạng nữa là OT cũng đọc là O. Lơ pô. Pô là một cái hũ, chúng ta nói hôm trước đó, hũ rau ua, một cái hũ mắm, cái gì mà cái lọ mà nhỏ nhỏ là pô. Lơ lô là một lô, tiếng Việt Nam mình là L O lô, một lô đất, một lô hàng. Lơ lô. Lơ mô là một từ, là một từ. Các cách viết sau đây thì phát âm là E, Ơ Z, Ơ T, Ơ E. Ơ Z, lơ nê là cái mũi. C, C là ở tại nhà ai đó. Đây là một chữ đặc thù của tiếng Pháp, chúng ta sẽ học sau nhé. Lơ rê de chaussée, rê de chaussée là tầng trệt. Ơ T, E là và. Và tiếng Anh là em đó. Cái này và cái kia, E. Lơ robinet, l'alphabet, đọc là E. Có một cái luật trừ là chữ này đọc, hai chữ này không phải đọc là E nữa mà đọc là S. Set. Set là cái này. Net là rõ ràng. Net là rõ ràng. Rồi chúng ta coi chữ ơ e, chúng mình cũng đã nói một lần rồi. Ơ e đọc là E là cái âm cuối của các cái động từ nhóm 1. Rất là nhiều động từ nhóm 1. Các động từ nhóm 1, chẳng hạn tôi đưa hai ví dụ. A, chữ ascom nhé. A, B, T là cư ngụ. Đây là U, phải không? Chúng ta mới đọc phần trước. U, coupé. Coupé là cắt. Rồi chúng ta có cái âm kế tiếp là âm E. Thì viết là E, Asengrao, đọc là E. Le père, người cha. La mère, người mẹ. Le frère, là người anh hay là người em trai. A, I cũng đọc là E. A, I cũng đọc là E. La semaine, E. La semaine, một tuần lễ. Mè là tháng năm. Le ba lè là cái chổi. Thì chúng ta qua một cái âm nữa. Âm oa. Âm oa chỉ có thể viết như thế này thôi. O-i. Moa.
là tôi. Voici là cái này, đây là l'oiseau. Chúng ta quen âm O này, S đọc là Z. Oiseau là con chim. Em ở dấu sắc là mê, O với Y là oa, la mê moa là ký ức. Các cách viết sau đây phát âm là ơ, ơ ư, lơ, rốp, lơ rốp, lơ rô, này châu Âu, đồng euro, lơ phơ là lửa, jeudi là thứ năm. Viết là ơ ư ích cũng đọc là ơ, ơ rơ, hạnh phúc, pha mơ là nổi tiếng. Ơ ư e là pơ, sự sợ hãi. Lơ bơ là bơ, bơ sữa. Lơ là giờ. Ô, này là ơ trong ô ha, đọc ô, ơ ư cũng đọc là ơ. Love, lơ bơ. Chúng ta học rồi còn nhiều chữ nữa. Và chúng ta xin nhắc lại nhé, tất cả những cái âm này này nó viết khác ơ, nó viết nhiều hơn là ơ nhưng mà cũng phát âm là ơ, và khi phát âm là ơ thì phải tròn môi lại. Lơ hốt, tôi sẽ đọc bốn chữ đầu nhé. Lơ hốt, ơ rơ, là pơ, love, cái miệng phải tròn lại không có vậy. Và chúng ta có cái âm kế tiếp, âm ai, a i l, đọc là lơ rai chứ không phải lơ rai, lơ rai, lơ rai, ai ơ, mà cái này đọc nhẹ thêm một chút. Lơ rai là đường rầy, đường sắt, đường xe lửa chạy. Lơ tha vai, lơ tha vai có chữ ơ nhỏ nhỏ phía sau là công công việc. Lơ bọc tai, lơ bọc tai là cái cổng cổng của một nơi cư ngụ hoặc là cổng điện tử. Cái này cũng đọc này, ơi dìa, cái này đọc nhỏ nhé, đọc nhẹ. Ơi dìa, la phơi là một cái lá. Lê quê hơi, con sóc. Rồi chúng ta có cái âm A này, viết là ơ i l, đọc là A. Lơ soleil, không có âm ơ phía sau nhé, A. Lơ soleil, ông mặt trời. Lơ réveil là sự thức giấc. Kiềm số 10 này tôi ghi bằng ký hiệu quốc tế và nó uốn lưỡi rất rất là mạnh. Le chat, le chat, le chien, chanter, con mèo, con chó, chanter là động từ ca hát. Và chúng ta phải lưu tâm là bởi vì rất nhiều người đọc sai cái âm này và khi sửa thì khó lắm. Rồi, chúng ta đọc cái âm kế tiếp, âm ca. Âm ca thì chúng ta biết rồi, ký tự C mà khi đi với A, O, U thì đọc là cờ. Chẳng hạn như là cacao, Coca-Cola, chúng ta học ở trong bài đầu tiên đó. Rồi nhưng mà nó sẽ có trường hợp thứ hai là QU. QU cũng đọc là cờ luôn. La banque, giống như là C, banque. La qualité, chất lượng. À, chúng ta có cái chữ, các cái đại từ này. Qui là ai, cờ là cái gì, để chúng ta phát âm là cờ ha. Và thêm một số các cái trường hợp ngoại lệ. CH, CH này, phát âm là cờ. Luật chung thì phát âm là sờ, nhưng mà một số trường hợp biệt lệ thì phát âm là cờ. Ví dụ như là lê cô. Lê cô là tiếng vang. À, mình đứng ở trong một cái dãy núi, một cái hẻm núi, một cái hẻm có nhiều đá, là mình nói, mình hét, mình ca lên thì bên kia nó vang lại, cái đó gọi là echo. Orchidée, hoa lan. Le chrysanthème, hoa cúc. À, âm kế tiếp là âm G thì chúng ta cũng học rồi. Chữ G đi với A, O, U thì đọc là G. Chẳng hạn như là La Ga, nhà ga. La Gorge, cuống họng. Rồi ghi là lơ, La Guitar. Ga, Go, Ghi. Chúng ta cái âm này hơi lạ nhé, xin các bạn để ý. Hơi lạ này. Chữ G đi với N thì đọc là nhờ. Tôi có gạch dưới này. La Campagne, đồng quê. La montagne là núi non. La compagnie là công ty. Đọc là nhờ. Âm số 14 là âm sờ. S, le savon, cục xà phòng. Le sel, muối. Le sucre, đường. Viết bằng hai S. Chúng ta đọc là do z đó. Cũng đọc là sờ. La tasse, cái tách. La masse là một cái khối. La bosse
là một cái cục u, cục bướu. Rồi viết bằng SC cũng đọc là sở, la science, la science là khoa học, la si cái cưa, động từ cưa là sié. À, chúng ta qua cái âm nữa là âm sion, viết bằng T I O N mà đọc là sion, nó khác tiếng Anh nhé. L'invention, l'invention, ba âm mũi này, l'invention, phát minh. La nation là quốc gia, la promotion sự khuyến mãi, và sion nhưng mà khi đứng sau n thì mới đọc là sion. Chúng ta thấy này, sion trước nó có chữ n, sion trước đó có ký tự n thì chúng ta phát âm là sion. La tension sự căng thẳng, la compréhension sự thông cảm. Chúng ta để ý chữ này nhé, một chỗ để ý này, hai chỗ để ý này, ba chỗ để ý này. Compréhension sự thông cảm, và chữ cuối cùng thì rất là ít, con chúng ta tìm được có cái chữ này thôi, la suspicion sự nghi ngờ. Suspicion sự nghi ngờ. Âm số 16 phát âm là science, được giải thích như sau. Những cái từ mà xuất phát từ những danh từ tận cùng bằng io này và x thì đọc là science. La pharmacie ngành dược học, le pharmacien người dược sĩ, l'académie viện hàn lâm, l'académicien viện sĩ hàn lâm, la mécanique ngành cơ khí, le mécanicien thợ máy, science. La physique ngành vật lý, le physicien, pharmacien, l'académicien, mécanicien, physicien. Và một trường hợp nữa, T-I-O-N cũng phát âm là sien, le Laos, nước Lào, le Laosien, người Lào, l'Egypte, nước Ai Cập, l'Egyptien, người Ai Cập. Âm thứ 17 là sieu, và chúng ta được giải thích là xuất phát từ các danh từ tận cùng bằng sion và si, T-I-O-N và T-O. Tận cùng chúng ta ký hiệu này ha. Ambition, ambitieux, một cái tham vọng, rồi có tham vọng. La superstition, sự mê tín, dị đoan. Superstitieux là tính từ của sự mê tín, dị đoan. L'infection, sự nhiễm trùng. Infectieux, nhiễm trùng. La minutie, T-I-E này, la minutie, minutieux là một cách tỉ mỉ, sự tỉ mỉ, một cách tỉ mỉ. Âm thứ 18 là âm ciel, được giải thích là xuất phát từ các danh từ tận cùng bằng once, 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 la concurrence, sự cạnh tranh, concurrentiel, ciel, concurrentiel là một cách cạnh tranh. La confidence là sự thân mật, sự kín đáo đó. Confidential, confidence, confidential. L'essence là những cái gì là cốt lõi, cốt thiết, chủ yếu. Essentiel, essentiel. Và chúng ta cũng có một cái cách viết khác, C-I-O-N mà cũng phát âm là ciel, xuất phát từ các danh từ tận cùng bằng io và ons, seyer này và ons này. La superficie là diện tích, còn có một nghĩa khác là bề mặt. Như vậy superficiel là cái gì nó ở bên ngoài, ở bên mặt, và cái nghĩa bóng là hời hợt, phiếm diện, nó ở bên ngoài. La circonstance là một hoàn cảnh, adjective của nó là circonstanciel, đọc là ciel, đọc là ciel. Circumstance, cái này hơi khó dịch, chúng ta sẽ gặp ở trong một cái bài gọi là các cái bộ ngữ complement circumstantial. Tôi sẽ nói về chữ này nhé, bây giờ dịch nó hơi khó. Cái nghĩa gốc, cái chữ gốc của nó là circumstance thì dịch được hoàn cảnh, mà circumstantial là bộ ngữ về hoàn cảnh chẳng hạn như vậy. Chúng tôi đã lượt qua tất cả các cái âm ở trong tiếng Pháp, còn một số ít nữa rất là đặc thù thì chúng tôi không có đề cập ở đây, và tới cái chỗ nào gặp cái đó thì chúng ta sẽ giải thích sau nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.